Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020, số trường hợp xét nghiệm dương tính 7 trường hợp, trong đó có một trường hợp được Bộ Y tế công bố lúc 18 giờ ngày 13 tháng 8, bệnh nhân 904. Thông tin lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904. Bệnh nhân là nữ 36 tuổi, thường trú ở khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 750 và 833, 861. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904 như sau. Tối 27 tháng 7, bệnh nhân bị suy nhược cơ thể được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, sau đó chuyển lên khoa nội tổng hợp tại phòng 605, tầng 6 khu nhà G, bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân 750 và bệnh nhân 861 có đến thăm bệnh nhân 904. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, bệnh nhân được xuất viện và trở về nhà bằng taxi, không nhớ rõ hãng taxi nào. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8, bệnh nhân chỉ ở nhà. Thời gian này, bệnh nhân 833 thường xuyên ghé thăm. Chiều ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có đến tiệm gội đầu tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đối diện quán karaoke Táo Đỏ. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân cùng với bệnh nhân 833 ra làm việc tại shop Queen số 165 đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Trên đường về, có ghé quán cháo cá ngọc, dốc miếu, huyện Giao Linh. Tại thời điểm lúc đó, trời mưa, quán không có khách. Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, cùng với bệnh nhân 833 đến bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Lúc 16 giờ ngày 6 tháng 8 đến tiệm đồng hồ Nhật Long, gần trường tiểu học Hàm Nghi, thành phố Đông Hà. Khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 8 đến làm việc tại nhà có địa chỉ số 24 trên 5A đường Đặng Tất, khu phố 4 phường 1 thành phố Đông Hà. Lúc 21 giờ ngày 6 tháng 8, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại trung tâm y tế thành phố Đông Hà. Những ai liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với trường hợp trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ thực hiện cách ly tại nhà, gọi điện thoại đến số 1900 988 975 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ từ khai y tế.vn hoặc tại ứng dụng NCOV từ địa chỉ NCOV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ bluezone.gov.vn.